Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với KD Channel. Và trong video ngày hôm nay sẽ là tiền đạo Son Heung-min, mùa giải 22 Totti. Nếu so phiên bản 21 Totti có cùng mức lương, thì sự nâng cấp rõ rệt nhất của phiên bản 22 Totti này nằm ở khả năng di chuyển không bóng của tiền đạo người Hàn. Khi anh đã được nâng cấp lên danh tiếng siêu sao, Son rất chủ động trong việc chạy chỗ thoát người, cũng như anh thường có những tình huống đứng ngang hàng với hàng phòng ngự đối thủ. Và chỉ cần một đường chọc khe xuống đủ ngoan là tiền đạo của Tottenham sẽ có một tình huống đối mặt với GK. Tốc độ của Son không có nhiều sự khác biệt với phiên bản 21 Totti, nó vẫn rất nhanh cho anh em bứt tốc khi cần. Một điểm nâng cấp khác của Son Heung-min nằm ở khả năng xoay sở, rê dắt bóng, nhưng cũng chỉ nhỉnh hơn một chút so với phiên bản tiền nhiệm. Về kỹ năng dứt điểm thì 21 và 22 Totti có phần tương đương nhau, rất khó để phân biệt. Cơ bản thì Son ra chân vẫn có một đội tính cao, anh sút hai chân như một cũng như dứt điểm tốt với mọi kiểu, thậm chí với những góc khó hoặc trong tư thế khó hay như bị đối phương áp sát phía sau, anh cũng có thể cho ra một cú dứt điểm chất lượng. Riêng khoảng đánh đầu thì đây không phải là điểm mạnh của Son, dù những bước di chuyển để đón những quả tạt của anh là rất tốt. Về khoảng tranh chấp cũng không có nhiều sự khác biệt khi mọi thông số trên thể chất giữa hai mùa đều tương tự nhau, chỉ số liên quan cũng xem. Nhìn chung thì anh tranh chấp ở mức khá, cũng tương đối lì đòn và có khả năng thăng bằng cao nên rất khó ngã. Về mặt truyền chọn, Son cũng có thể tung ra những đường truyền dọn cổ cho đồng đội lập công khi cần. Anh tương đối ban bật đập nhã tốt với các vệ tinh xung quanh. Và với một tiền đạo thì khả năng chuyền bóng của Son theo mình là đã đặt yêu cầu cho những anh em có lối đá ban bật. Bên cạnh đó, những đường tạt bóng của cầu thủ người Hàn Quốc cũng có độ sát thương khá cao. Tổng quan thì kỹ năng chuyền bóng của Son cũng không có sự khác biệt nào đáng kể so với phiên bản 21 Totti. Với những kỹ năng của mình thì Son là một mẫu tiền đạo đa năng, anh có thể thi đấu tốt ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng công. Tổng kết lại, Son mùa giải 22 Totti có tốc độ nhanh, xoay sở rơi dắt bóng khá tốt, AI di chuyển rất hay, khả năng tranh chấp khá, ban chuyền phối hợp tốt với đồng đội, tạt bóng tốt, dứt điểm bén với mọi kiểu. Mặt hạn chế của Son sẽ nằm ở khả năng không chiến. Về cơ bản thì mùa 21 Totti và mùa 22 Totti có nhiều điểm tương đồng với nhau, nhưng mùa 22 Totti có sự nâng cấp sáng giá về mặt AI và đây là thứ mà mình sẽ đánh giá cao mùa giải 22 Totti hơn mùa 21 Totti. Và đó là bài review của mình về Son Heung-min mùa giải 22 Totti. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.